piano Casio BX1200GP màu nâu vân gỗ. Cây này chúng ta có phím nhám để chống trơn trượt đấy. Là được sản xuất tại Nhật. Cái chức năng kèm USB. Hay là âm rất hay. Một chút nữa chúng ta sẽ được nghe âm thanh trực tiếp của cây đàn. Cây này hình thức còn khoảng 90 đến 95%. Nắp đậy của chúng ta nó đây. Nắp đậy này. Góc này chúng ta có hai cái cắm tai nghe. Cái này là để tai phone treo ở đây. Ba chân bên đây. Thiết kế rất là chắc chắn. Gọn gàng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh trực tiếp của cây này nhé. Thank you.